Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại review sau cơn mưa này. Bây giờ nó gần 7 giờ sáng các bạn nhé. Đây, sau cơn mưa mình đi ra chỗ cái chỗ cái mương này. Không biết sau cơn mưa này có cá nó lên không. Lâu rồi không quay video ở đây cho các bạn xem. Mấy hôm bận đi làm suốt. Giờ quay lại cho các bạn xem. Cũng đau hết cả lưng này các bạn ạ. Nhá, rồi ok các bạn theo dõi mình nhá. Và nhớ like, subscribe cho mình. Nhà cỏ dày lắm các bạn. Ô, chán ghê nhỉ. Ui. Mất rồi các bạn ơi. Rồi, một nháy. Các bạn ơi, cầm tạm nhá. Có con to chạy trên này. Mình sẽ cày cuốc, cố gắng bắt được nó. Ui giời ơi. Đây các bạn ơi, rồ trắng muốt. Chúng to rơi trên này rồi sao? Hai đứa xuống. Ui. Nó lên trên rồi. Rất khó bắt nha các bạn. Mất rồi, nó xuống dưới hả? Nó xuống dưới rồi các bạn. Nó xuống dưới rồi. Mày có thoát bằng trời. Đây các bạn ơi, phi đây. Phi chả bá. Này. Dê mốc. Vừa lại mưa nữa rồi.
không gì đây các bạn. Đốc cỏ lên. Không còn gì luôn. Ui, các bạn này. Mất rồi. Bỏ quá. Đây các bạn nhé, được đúng con chép này nhá. Ok, chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Vào đây. Rồi, rồi. Rồi, cá đây. Ý dưỡng này, cứ tưởng không có phát cuối. Đấy các bạn thấy chưa? Phát cuối được em khủng chưa? Đây. Chép thế này nhá, con kệ cầm quay vô cầm con chép. Sợ chưa? Ok các bạn. Nhìn quá chạm hả? Chà bá phải không?